studio rồi. À, đây là phòng căn studio, một phòng ngủ vệ sinh, diện tích thông thường là 28m² và diện tích thông thường là 30,9m². Khi anh chị đi ngay vào đây thì anh chị sẽ thấy một không gian rất thoải mái. Đây là phòng khách, thì anh chị có thể tiếp khách ở đây này. Phòng ngủ rất là thoải mái. Nếu mà anh chị là một người ưa thích nghệ thuật thì anh chị có thể làm một cái studio ở đây luôn, rất là thoải mái, rất là phù hợp và nó không quá to mà giá rất là rẻ, nó vào rơi vào khoảng 1.3 tỷ. Thì ở phía này nó có tủ quần áo, hai ngăn nhá. Ở căn này thì anh chị có thể ở đến hai người chứ không chỉ là một người. Đấy. Ở phía này nhìn ra cửa sổ, anh chị có thể tưởng tượng là khi mà anh chị mua căn hộ này xong, anh chị nhìn ra ngoài phía cửa sổ này nó sẽ là view uni, có nghĩa là trường đại học tiêu chuẩn quốc tế. Đấy. Bên đằng này thì sẽ là chỗ để máy giặt và phơi quần áo. Đấy, anh chị ở đây có thể làm cái phơi quần áo thông minh này, có thể kéo lên kéo xuống, cái thì mình có thể thiết kế được. Ngoài ra tiếp đến là đây là phòng vệ sinh. Đấy. Thì đây là phòng vệ sinh thông minh. Ở đây là anh chị có thể lắp một cái phòng vệ sinh kín. Đấy, lắp cái kính kiểu như thế, kiểu dạng. Tất cả những cái đồ dùng ở đây ấy, thì là không được bàn giao. Đây chỉ là những cái mẫu ở bên chủ tư làm để cho bên mình có thể dễ tưởng tượng hơn. Đây là khu bếp. Đấy, anh chị có thể rửa thức ăn đây này, mang ra đây chặt thức ăn rồi cho lên nấu bếp. Đấy, rất là tiện lợi, rất là gần. Ở đây có thể làm lò vi sóng và lò nướng ở đây được. Đấy. Đây là căn một phòng vệ sinh, thông thường là 4.2m², diện tích thông thường là 46.3m², thế là bé hơn cái căn đầu tiên đúng không? Căn này sẽ là cộng 1. Đấy, anh chị đi vào nhá. Thấy này, có thể vừa làm studio vừa làm phòng khách được. Đấy. Còn đây là cái bàn ăn thông minh, khu bếp thông minh. Anh chị cái này anh chị về sau nha, anh có thể gập vào đấy, nhét trong kia. Đấy, nó sẽ rất là rộng. Và đây là phòng ngủ này. Đấy, rất là thông minh. Ở đây có cái tường. À nhầm, có cái gương. Đấy, anh chị có thể quay ở đây. Có thể là sáng ra anh chị có thể là hai vợ chồng make up và gì đấy. Đây bên này anh chị có thể làm bàn make up. Cái view này nhá, vẫn là view hướng ra uni nhá. Thực ra là anh chị có thể chọn là một về hướng về view đi, hay là hướng về công viên Vinpearl. Đấy. Ở đây lý do mà em nói là tại sao đây là một phòng ngủ cộng một, tại vì ở đây nó sẽ có một cái giường thông minh. Nếu mà có thêm khách ấy, có thể khách ngủ đây. Và cái giường này nhá, có thể ấy vào đẩy vào nhá. Nó rất là tiện lợi. Đấy. Đây là có thể là phòng cho bé hoặc là về sau ấy, mình có thể rào hẳn cái này tạo thành một phòng vẫn là ok. Đấy, chỉ để ngủ rất là thoải mái. Đây tủ lạnh nhá, tủ lạnh này là tủ lạnh làm đấy, nó rất là tiện đúng không? Đấy, nhìn rất là tiện, âm tường luôn, và âm tường. Nói chung chủ đầu tư tính hết rồi. Phòng vệ sinh ở đây thì nó sẽ rộng hơn cái phòng vệ sinh ở bên kia. Đây, thiết kế sẵn nó sẽ làm như này luôn, kính bao quanh tiện. Đấy nhá, về sau ở hành lang này làm có cái giá xe quần áo thông minh đúng không, anh chị có thể đặt một cái ghế ở đây ngắm cảnh rất là thoải mái. Đây thực ra là thiết kế thấy hơi bị thừa, nó làm cho phòng rộng hơn thì mình có thể cất cái sofa đi và mình làm theo kiểu bàn kiểu Nhật. Đấy. Đằng này có thể mình sẽ gần như cái tủ này nhá, mình có thể bỏ hẳn đi nhá. Để chủ tư làm cảm giác nếu mà mình ngồi như này đúng không, mình hơi bị ngả đằng sau, hơi bị sẽ chạm vào những cái đồ đằng sau này. Đấy, bếp rộng rãi nhỉ, bếp rộng rãi. Đấy, tưởng tượng nhá, chuyển riêng tất bàn này vào nó rộng hơn bao nhiêu rồi. Đấy, kéo ra kéo vào rất là tiện lợi. Đấy, chỗ này ở có thể ăn đến 4-6 người, hoặc là cất cái bàn này vào mình có thể giải chiếu ăn theo kiểu gia đình. Đấy, rất là tiện. Mà căn này nó chỉ rơi vào kiểu tỷ tư rưỡi, tỷ tư 50 đến tỷ rưỡi,
À, sẽ có đắt hơn căn bên kia có tầm độ 100 triệu thôi. 100 đến 200 triệu. Giờ động tại vì nó không tùy vào vị trí nào đẹp thì nó sẽ đắt hơn. Đấy. Vuông là diện tích phong thủy và 81.8 m² là diện tích phong thủy. Chị đi vào cái bàn ăn ở đây rất là bé nhỏ, trông rất là đáng yêu đấy cả nhà ăn. Đèn chùm các thứ là đèn chùm đấy. Đây chỗ phòng khách thì nó cũng giống như là phòng 101, nó cũng bằng nhau, diện tích cũng tầm tầm. Vệ sinh bên này là còn to hơn phòng bên kia luôn đó. Đấy, bên này là có thể là phòng dành cho bố mẹ. Căn này thì rất là phù hợp cho một gia đình. Đấy. Ví dụ nhà anh chị có hai đứa con. Đấy, anh chị ngủ đây. Phòng bên này sẽ là phòng bé trai. Đấy, phòng bên này có thể là phòng bé gái. Hoặc là có thể trao đổi cho nhau. Đấy. Thì phòng bên này có thể phòng vệ sinh nhá. Nó là phòng ngủ master. Đấy. Bên này mình sẽ để máy lạnh này. Nhưng mà căn này không có chỗ phơi quần áo đúng không? Thực ra là mình phơi quần áo đấy. Phơi ở ngoài kia, người đa số người ta sẽ phơi ở ngoài này làm cái thông minh ý. Okay. Đấy, mình quay lên quay xuống được. Với cả nó thông ngoài trời hơn là căn ở trong kia. Đúng không? Đây là khu bếp. Anh chị xem căn kia xong anh chị sang căn này, anh chị sẽ thích hơn nhiều. Mặc dù nó chỉ là phòng 201, 201C. Đấy, thế thì nó không to bằng. Vì chị nhiều lắm. Riêng khu vực này anh chị đã thấy thích hơn chưa? Đấy. Rộng nhậu, bài trí. Bài trí rất là đẹp, rất là hợp lý. Đấy. Đây nhá, có thể nhá, ở đây mình rào một cái tường ở đây nhá. Mình có thể làm y hệt cái phòng 3 khu vực đơn. Đấy, nếu mà mình có thêm người, đây sẽ không làm gì. Hoặc là anh chị ví dụ muốn đánh piano ấy, làm cái đàn piano này quá tuyệt vời, quá chuẩn luôn. Đấy. Thì đây thì nó sẽ là cái này nó sẽ là phòng chính. Phòng chính nó sẽ là bao giờ cũng là phòng master, có nghĩa là phòng có cả giường, trong đây có phòng tích hợp phòng vệ sinh luôn, phòng tắm luôn. Đấy, cũng khá là rộng rãi tiện lợi. Đi sang bên này thì sẽ là phòng dành cho bé. Đấy, một cháu thì có thể ở đây. Còn nếu mà sinh ra mà thêm hai cháu thì chắc là mình có thể rào cái khu kia thành một phòng riêng. Bên này vẫn là chỗ để mình ra. Đấy. Nếu mà muốn mua thì mình nghĩ là nên chọn cái căn hộ như này hơn là cái căn hộ bên kia mà nó thoáng hơn. Không rộng rãi thoáng mà thiết kế rất là thông minh. Thiết kế đúng là thông minh. Cái này hiện tại là đang bán rất là đắt hàng ở bên Vinhome Ocean Park. Chủ tư chọn những cái vật trưng bày trông rất là xịn sò. Đấy, ở đây có thể nói tâm sự nhá. Vừa nhỏ ngắm này. Đấy, mấy chú vịt bé bé xinh xinh. Cái về sau mình có thể thuê thiết kế, có thể mình làm theo ý mình. Nhưng mà cái căn hộ này thì nó sẽ rất là thoáng đãng, mình có thể thiết kế bằng nhiều cách chứ mình không bị bắt buộc phải theo một cách gì cả. Đấy, nhất là cái khu vực kia mình có thể làm bất cứ thứ gì ở đấy luôn. Khi mà mình đông người mình có thể cất cái ghế sofa phòng đi. Riêng cái không gian này rất là rộng. Đấy, kể cả một đại gia đình ngồi đây ăn cũng rất là thoải mái, không phải bị chật. Chúng ta vừa kết thúc chuyến review những cái phòng ở căn ở khu vực ở Vinhome Ocean Park, dự án Vinhome Ocean Park. Hiện tại là mình đã tham quan tất cả phòng rồi, khá là ổn. Đang là chốt cho mình căn to nhất. Không, nhờ thực ra mình muốn bán cho bạn thì mình muốn bán cái căn 2 phòng ngủ. Đúng rồi, căn 2 phòng ngủ cộng 1 đấy. Căn cuối cùng mình xem đấy. Đấy, đúng rồi. Căn này nó rất là hợp lý, kể cả là ở thêm người thì mình rất là thoải mái. Nghĩa là cứ cái gì cộng 1 là mình sẽ có một cái thiết kế để có thể ở thêm một người nữa, thêm một cái giường nữa mà nó rất là tiện lợi, có thể gặp ra gặp vào. Đấy.
rất là tiện lợi nếu mà rủ anh em bạn bè vào ngủ một hôm mà ví dụ thiếu giường, không có giường, không có gì mình phải nắm đất. Đấy. Ok, rồi, cảm ơn bạn tư vấn nhé.